Xin chào toàn thể anh em đam mê cây mai vàng. Thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Thì đầu tháng chúc toàn thể anh em có một tháng mới có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Thì như cờ nếp trước em đã chia sẻ cho anh em thì đến cuối video thực hành ý, thì không biết lý do làm sao lại mất tiếng thì hôm nay thì em cũng chia sẻ lại cho anh em thì đây đây là cái lân đây là lân xúc theo lân nha anh em nhé. Đây thì em có mua là có 5.000 một ký thì gần như là cái này thì gần hầu như nhà vườn người ta dùng thôi. Thì đây em cũng làm mẫu mua về để cho anh em biết là cái xúc bê lân nó như thế nào, nó như bột xi măng thôi đấy. Thì anh em nào mà nhiều cây có không có điều kiện thì chúng ta có thể bón lân này cũng được đấy, còn không thì chúng ta sẽ tìm kiếm ở trước cái khu trong cái cửa hàng của bảo vệ thực vật ấy, thì chúng ta có thể tìm được những cái phân mà có tỷ lệ hàm lượng lân cao. Thì có một cái nhược điểm của cái thằng DAB thì là cái tỷ lệ của nó là 10 16 48 và 0, nó là đạm 16 và lân 48 và kali là không có. Thì cái nhược điểm còn đối với của cái phân DAB là có nghĩa là vẫn có thành phần đạm. Thì đối với anh em miền Bắc thì về về cái mùa này thì là mùa tháng 7 tháng 8 thì là mùa mưa bão, thì đi đôi với vấn đề là mưa thì nó lại lượng đạm trong cái thành phần của nước mưa nó rất là nhiều, thì đâm ra là cái vấn đề hạn chế của cái cây mai đó là nó vẫn đi đọt. Thì được hạn chế như vậy thì chúng ta sẽ tìm mua một cái đề phân khuyên anh em đây là cái gọi là em cái kinh nghiệm em rút ra hàng năm ấy, thì em khuyên chân tình anh em thì nếu anh em mà chưa biết chăm và thuộc cây mai của mình ấy, thì chúng ta sẽ tìm mua cái lân mà chẳng hạn như là có thành phần có một tí kali nữa. Vì sao? Lý do vì cái lá của mình nó sẽ cái lá mai của mình nó sẽ có một phần kali, và cuối vụ như thế này tầm khi làm nụ như này ấy, thì là nó có thành phần kali. Thứ nhất là nó giúp là cứng cây và chắc nụ, thì đối với lại cái lá nó già thì bắt đầu là cái lá của nó sẽ tập trung dinh dưỡng và nó nuôi nụ. Đấy là một cái nhược điểm. Còn thứ hai nữa là trả lời với anh em về vấn đề là khi chúng ta bón lân mấy lần thì tùy theo cái lượng cái nụ kim của nút kim của cái của cây của chúng mình. Thì như cây này thì em cũng hôm vừa rồi em có làm demo thì cái phần video cuối cùng nó bị tắt tiếng ấy, thì rồi em cũng nói lại cho anh em một 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 chút nữa thôi. Thì đây đây là cái phần phân DAB thì trên video thì hôm đấy em cũng đã chia sẻ cho anh em ấy. Đây là 18 thành phần là 18 46 và 0. Thì chúng ta nếu như cây bonsai như thế này như em bón ấy thì là cứ 1,5 gram trên 1 lít nước đấy. Còn những cái cây mà dáng long đây chẳng hạn, đây quay cho anh em xem cây dáng long như kia thì chúng ta lấy là 2 gram trên 1 lít nước chúng ta pha chúng ta bón. Còn những cái nút kim như thế này đây thì bây giờ nếu chúng ta bón lân vào thì cái nút kim này nó sẽ hình thành gọi là phân hóa mầm hoa, thì khi chúng ta bón lượng lân vào thì cái đọt của chúng ta nó sẽ không đi dài nữa, nó không đi đọt nữa và nó tập trung để nó làm hoa. Đấy là một cái gọi là cụ thể. Còn nếu như anh em nào mà cây có nút kim rồi thì chúng ta có thể theo dõi có thể là tầm khoảng 15 ngày hoặc là 30 ngày chúng ta bón thêm một lần nữa. Đấy đấy là một cái câu hỏi là anh nhiều anh em hỏi là bón mấy lần. Thì đối với anh em miền Bắc ấy, thì chúng ta là chỉ có giai đoạn là tầm tháng từ giờ đến tháng 9, có nghĩa là tháng 7 tháng 8 tháng 9, còn 3 tháng chúng ta nuôi nụ ra cho nó mập thì cây lượng của chúng ta là đưa vào lân vào thì chúng ta sẽ bón làm tầm khi mà nụ này nó chưa có chúng ta bón một lần này thực tế cho anh em nhé. Còn nếu mà có nụ kim rồi chúng ta cứ bón một lần nữa đi, xong rồi để tháng sau chúng ta bón lần nữa thì chúng ta thúc khi đưa lân vào thì sẽ thúc cái nụ của chúng ta sẽ mập hơn. Thì gần như như các video trước ấy, em cũng chia sẻ cho anh em ấy thì là hầu như cái cây mai ở miền Nam đưa về miền Bắc thì gần như cái nụ của chúng ta rất là bé, thì thế đâm ra là cái thời gian làm nụ của chúng ta nó đã bị thiệt thòi rồi. Và thứ hai là ảnh hưởng vẫn yếu tố về thời tiết, thì chúng ta nên tập trung nuôi cái nụ của mình nó mập. Thì chúng ta đưa hàm lượng lân và kali vào thì cuối tháng đầu tháng 9 chúng ta bắt buộc chúng ta phải cho là lượng kali vào, đưa cây kali vào để cho cái lá nó già. Cái lá này nó già thì nó trả nhựa về cho cây để nó nuôi nụ. Đấy
thì chúng ta sẽ phải bón sớm đi cho khác với lại anh em miền Nam. Thời gian này nhá anh em nhá, trong tất cả chu kỳ trong năm gần như là chăm bón từ đầu năm đến bây giờ là gần như là giống nhau, nhưng vấn đề là từ giờ đến khi mà vặt lá là cái chu kỳ của anh em miền Bắc là khác nhau hoàn toàn. Thứ nhất là chịu yếu tố về thời tiết, thứ hai là cây chưa thuộc, thứ ba nữa là cái thời gian làm nụ của chúng ta rất là ngắn đấy. Còn tùy thuộc vào thời tiết thì chúng ta gần như là thiệt so với anh em ở trong miền Nam là hơn 1 tháng. Thì đấy, chúng ta phải đưa lượng lân và kali vào cái thời gian này để cho cây nó làm nụ, nó nuôi nụ để nó mập, cái nụ của chúng ta nó mới mập được đấy. Thì như cây này thì những clip trước ấy, thì là những ngày hôm trước ấy, là em đã đưa một lượng lân vào rồi, thì bắt đầu là gần như cái giọt này của nó, cái lá nó già, thì bắt đầu là trong vòng tầm khoảng nửa tháng đến 1 tháng thì bắt đầu là cây nó làm nụ. Thì sang tháng sau, như trả lời như tiêu đề như các anh em hỏi ấy, thì là chúng ta bón lân mấy lần, thì lại ngược lại cái tiêu đề của chủ đề đấy, thì em sẽ trả lời cho anh em là chúng ta bón một lần như thế này và quan sát cái nụ kim của chúng ta nó đã đạt chưa. Nếu mà chưa đạt hoặc là đã có rồi hoặc là nó nhỏ hay to như nào, chúng ta khoảng tầm nếu như anh em nào mà nụ kim nó bé thì cách 15 ngày chúng ta bón thêm một lần lần nữa. Còn nếu anh em là nụ vừa vừa thì cứ tầm khoảng là 1 tháng chúng ta bón thêm một lần nữa, xen kẽ với lại kết hợp với lại phân humic. Đây, cái nọ này là cái chai, là các về cái video năm trước anh em nào có thể có theo dõi thì em cũng thường xuyên là cái thời giai đoạn này này, cái giai đoạn đầu năm thì em cũng kết hợp với những cái giai đoạn này là em sẽ bón kết hợp giữa lân và cái thằng này, cứ 15 ngày em bón một lần thì cái nụ của chúng ta nó mới đạt được. Đấy là một cái kinh nghiệm này em chia sẻ cho anh em là thật thực tế luôn. Thì anh em có thể có theo dõi em thì những hàng cái clip năm trước ấy, thì là em cũng có bón định kỳ cái này. Thì là nếu như đây là cái phân phân DAP là em có sẵn thì em dùng, còn khả năng là em sẽ mua cái phân có hàm lượng lân và kali để em sẽ bón cho đợt tiếp theo là đợt 2. Và xen kẽ em cứ 15 ngày em bón lân này và 15 ngày em sẽ bón humic. Thì cái humic này cho anh em có thể là mua dạng nước, đây là dạng chai dạng nước này đấy, và anh em có thể là mua cái chai dạng bột, mua cái gói dạng bột chúng ta về cho tăng tăng cái tăng cường cho cái nụ của mình, nó thúc cái nụ của mình nó mập. Thì đây là cái công dụng của nó, thì nó là đây bông to trái lớn này, này chống rụng bông tăng đậu quả. Thì cái này thành phần của nó là phân humic và có thành phần kali đấy. Thì anh em có thể là tìm mua trong cái tiệm bảo vệ thực vật. Thì gần như cái giai đoạn này nó khác nhau hoàn toàn so với anh em ở miền Nam nhé anh em nhé. Đấy thì em nói sơ qua về vấn đề là tóm lại kết thúc cho một cái vấn cho một cái chu kỳ làm nụ là như này. Anh em nào chưa có nụ kim chúng ta bón đợt vừa rồi hoặc là hôm nay chúng ta bón, đến tầm 10 năm mà xuất hiện nụ kim rồi chúng ta bón thêm một lần nữa. Còn anh em nào có nụ kim rồi thì chúng ta khoảng cách nhau 1 tháng. Như em ấy thì là em sẽ ví dụ như là lấy ngày nay là ngày mùng 1 đi, thì em sẽ bón cái hàm lượng lân này vào làm nụ, và đến ngày 15 em bón thêm cái thằng humic này, phân humic này đấy, để cho nó tạo cái nụ cho nó khỏe nó mập đấy. Thì còn anh em nào mà nụ mà chúng ta phải quan sát cái cây của anh em thường xuyên tùy theo nhé anh em nhé. Như cây của em ở trong nhà cũng có một cây, đó là cái cây là nụ bây giờ nó đã có nụ rồi, nụ kim nó có sẵn rồi và nụ nó có rồi, thì chúng ta sẽ ngưng dừng để xem cái thời gian của nó làm nụ có nhanh hay chậm tùy theo sự phát triển của từng cây đấy. Thì cái clip trước ấy, thì nó bị tắt tiếng ở phần cuối, thì hôm nay thì em cũng chia sẻ cho anh em là một cái vấn đề nữa là đây. Thì nói lại là đây là cái lân này, nếu anh em không có điều kiện chúng ta dùng lân này cũng được này, đây là lân súp lân này đấy. Thì chúng ta pha là một cây giáng long chẳng hạn, nó hoành 20 thì chúng ta nhiều cây thì chúng ta dùng tầm khoảng 2 đến 3 gram trên 1 lít nước. Còn cây bonsai như cái cây này thì chúng ta có thể dùng 1,5 đến 2 gram trên 1 lít nước chúng ta hòa tan chúng ta tưới. Còn DAP này thì anh em này nếu mà có thì anh em bắt buộc là phải ngâm qua đêm chúng ta tưới đấy, cũng như thế và kết hợp. Còn lũ nhỏ thì chúng ta cứ 15 ngày chúng ta bón một lần, bón lầm khoảng 2 đến 3 lần lân và kết hợp với thằng humic này để cho đây là nó có thành phần kali anh em nhé. Đây này. Đấy, nó có thành phần kali này, giúp thứ nhất là miền Bắc chuẩn bị vào mùa mưa bão thì cái thành phần nước mưa nó rất là nhiều, thì chúng ta phải tăng cái lượng kali lên một tí nữa để cho cái đọt này này nó đỡ đi đọt. Đấy, nó đã đi đọt thì là
tương đương với vấn đề là làm là nụ sẽ muộn đấy. Thì anh em phải chú ý vấn đề đấy. Thì hôm nay là em cũng chia sẻ cho anh em là gọi là cái clip trước ấy, nó bị tắt tiếng. Thì thực hành thì đấy thì nói qua cho anh em đấy là gồm có những cái thành phần đấy, còn anh em nào mà không có như những cái phân như này thì chúng ta tìm mua như ở cái tiệm bảo vệ thực vật là thành phần nâng cao và có chút kali cũng được, chẳng hạn như là 10 50 10 hoặc là 10 30 10. Đấy, nó có tùy theo cái nhà sản xuất nó có đưa ra cái lượng nâng của nó cao, chỉ số cái nâng cao là được. Thì clip ngày hôm nay thì em cũng chỉ có chia sẻ cho anh em một cái vấn đề là anh em hỏi như thế và thực hành cái clip trước nó bị tắt tiếng thì anh em có thể là hiểu được cái vấn đề nôm na là chúng ta đưa nâng vào để làm nụ và tỷ lệ là cây to chúng ta lấy 2 đến 3 gram trên 1 lít nước, và cây bonsai như thế này chúng ta lấy 1,5 đến 2 gram trên 1 lít nước chúng ta pha, chúng ta tưới định kỳ nụ kim nhỏ, chúng ta tưới 15 ngày một lần kết hợp xen kẽ với định humic đấy. Còn nụ to hoặc là nụ có kim có rồi hoặc là nụ kim nó bắt đầu anh em có nụ có kim rồi thì chúng ta cách 1 tháng chúng ta làm một lần, thì trong vòng chu kỳ 1 3 tháng chúng ta phải đẩy đẩy mạnh tiến độ và gấp rút trong cái thời gian làm nụ này. Đối với anh em miền Bắc thì là gần như là nó khác hoàn toàn so với anh em miền Nam. Đến thời chu kỳ như thế này, từ chu kỳ làm nụ và đến chu kỳ vặt lá nó khác nhau vì ảnh hưởng tiêu yếu tố là thời tiết và cây chưa được thuần thuộc đấy. Thì clip ngày hôm nay thì cũng chia sẻ cho anh em một cái vấn đề này như thế thôi. Thì nay đầu tháng thì chúc anh em có một sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong một tháng mới này. Thì clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc, thì xin hẹn anh em clip tiếp theo.